it's running. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình tên là Nghĩa, hôm nay mình sẽ quay trở lại với một tựa game rất khá là cũ và rồi, tất nhiên là rất là hay rồi. Và như các bạn đang thấy đây, mình đang chơi Battlefield 4. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là hiện tại là các bạn, như các bạn chưa biết cái map này là map gì. Và đây cũng là cái điều đặc biệt mà mình muốn mang đến các bạn ngày hôm nay. Và đây là cái bản test thử nghiệm mà mình chơi trên server của CTE. CTE là Community Environment Test. Thì cái đây là một trong những cái bản test của DICE đưa tới người chơi trong hệ thống CTE test thử trước khi game ra mắt. Tức là những ai tham gia vào CTE có thể tham gia thử test với cái map như thế này. Như các bạn đã thấy cái mấy cái dòng chữ đỏ nó cứ liên tục thay đổi là nó sẽ cho biết đây là bản CTE chứ không phải là bản chính thức, bản retail. Thì đối với những thành viên trong CTE như mình thì các bạn có quyền tham gia test những cái chức năng mới nhất của Battlefield 4 và trước khi ngày nó ra mắt, thậm chí là những map mới nhất luôn. Và như các bạn đã thấy, những ngày gần đây là các bạn có thể thấy là game đã chính thức cập nhật những cái bản update khá là đẹp, giống như là map đêm. Cái map đầu tiên là map đêm của Zavod. Zavod là cái một những cái map mình khá là thích, tuy nhiên những map đêm mà mắt mình bị cận chơi không nổi, nhưng mà đó cũng là một trong những map mình rất là thích. Và đây cũng không phải là ngoại lệ, thì theo DICE nói đó chính là DICE sẽ đem lại những cái map, nếu nói hẳn ra là cụ thể là 4 map từ các thời kỳ Battlefield trước, Battlefield 1234 gì đó, 123, Battlefield Bad Company, Battlefield Việt Nam gì đó, tùy các bạn lựa chọn và các bạn vote. Cái này khá là lâu rồi và họ sẽ remake những cái map đó bằng engine Frostbite 3 hiện tại đang được sử dụng trên Battlefield 4 và một số game như là Need for Speed Rival chẳng hạn, và thậm chí là Star Wars Battlefront mới nhất của DICE. Và tất nhiên là mình rất là mong đợi cái tựa game này và có những cái update như thế này. Nó thật sự là đem lại những cái khơi hợp, gợi là những cái kỷ niệm hồi xưa mà mình chơi trên Battlefield 3. Ví dụ vậy, đây là những cái map khá là hay và mình khá là thích. Ngoài ra nếu mà mình được chọn, mà nếu mà nó thông qua, mình sẽ chọn thêm một cái map là Zimba Tower, đã từng khá là hot trên Battlefield 3. Và đây là một cái phần khác của map Dragon Valley. Nếu như các bạn nào đã từng coi qua gameplay CD của Dragon Valley trên Battlefield 4 thì Dragon Valley là thung lũng rồng, map đó xuất hiện tại Battlefield Bad Company 2 nếu như mình không nhầm. Tuy nhiên thì để vào vấn đề chính hôm nay, đó chính là cái map này. Hiện tại là trên CD vừa đã cập nhật cái map này và đã cho test thoải mái, nhưng mà trong một khoảng thời gian giới hạn. Ngoài ra một số vấn đề khác như là hiện tại là Battlefield 4 cũng đã cập nhật thêm chức năng skill mới và tính điểm mới, score mới. Skill giờ nó không thể chia theo số và nó khá là khó tính nếu như mình không nhầm. Tại vì mình cũng không rõ là làm sao để tăng hoặc là làm sao để giảm, nhưng mà những ai mà hiểu được cái đó có vẻ là họ sẽ chơi rất là cười. Tuy nhiên thì hiện tại là Battlefield cũng đã cập nhật và thay đổi hệ thống skill mà nó một cách cụ thể hơn, rằng các bạn sẽ thấy rõ khi mà nó đem ra mắt. Nó sẽ chia theo ngũ giác, chia theo chế độ medic cái gì đó vân vân. Cứ theo mỗi class là nó sẽ chia ra như vậy, là các bạn sẽ có một cái hệ thống cụ thể hơn thay vì cái số con số như hồi trước. Và đây là một trong những cái patch mà mình rất là mong chờ. Theo mình rất là mong chờ nhất luôn. Và không những thế là cái map này mình khá là thích. Và nếu các bạn nào đang mong chờ cái map đêm thì các bạn có một tin mừng, đó chính là ngoài Zavod ba Zavod ra thì Siege of Shanghai và một map nữa mình quên tên rồi, nhưng mà nó cũng sẽ lên chế độ ban đêm luôn, Night Mode. Và mình cũng trước đó đã từng thử map Siege of Shanghai mà bản đêm khá là chất, nhìn khá là ngầu. Cho nên các bạn có thể là test, các bạn có thể coi qua trên mấy cái video clip của các YouTuber nổi tiếng. Và nếu như mình có thời gian, mình sẽ cố gắng mình làm những video clip như thế này nhiều hơn, tại vì mình đây là một cái game tủ của mình mà mình rất là thích để chơi từ game này. Ok. Và ngoài ra thì và mình sẽ nói vấn đề chính là cái này đây, thì nãy giờ vẫn xin lỗi các bạn là mình vẫn chưa có vào cái vấn đề này cho nhau lắm. Nhưng mà
với đây ngày hôm nay đó chính là cái map này. Thì theo mình là cái map này là một cái bản remake khá là tốt so với những cái phiên bản khác. Như bạn đã thấy đó là Battlefield Hardline cũng sử dụng chung một cái engine chung với Battlefield 4, đó chính là Frostbite 3. Tuy nhiên thì các bạn thấy thì cái Hardline nó quá là là tệ. Theo mình suy nghĩ cá nhân là vậy, tùy thôi nha, đây là suy nghĩ cá nhân của mình thôi. Đó là lý do tại sao tới giờ mình vẫn không chơi Battlefield Hardline. Mặc dù mình có mua premium luôn rồi mà mình cũng không chơi, cũng không đụng vô. Do một số vấn đề mình sẽ nói sau. Và như các bạn thấy đó, Hardline nó một cái nhược điểm to, đó chính là không tận dụng được cái Frostbite 3. Và nguyên cái game đó mình cảm thấy giống như mình bị chơi đùa nhiều hơn, và nó giống như là một cái bộ phim hoạt hình chứ không phải là một bộ tựa game nữa rồi. Tại mình không thích cho nên mình vẫn quay trở lại với Battlefield 4. Tuy nhiên do cái cách làm việc của DICE nó làm mình khá là thích, trong khi họ rất là tập trung vào chuyên môn và làm ra những cái map như thế này. Remake những map và có thể nói là fan rất là chiều lòng fan. Và họ thay vì vote, và có lẽ như fan đã vote đúng và cho ra những cái map như thế này, ngoài một Dragon Valley là map remake đầu tiên. Và sau đó là cái map thứ hai là Operation Breakout, và sẽ ra mắt vào cuối tháng 10 này, theo mình không nhầm, vào ngày 22 hay 28 tháng 10 đó. Mình cũng chỉ biết là cuối tháng 10 thôi. Operation Breakout khá là đẹp, nhìn nó một khu rừng mà toàn suối với cái kiểu giống như Thái Lan vậy, khá là đẹp. Mình cũng đã từng test, mình cũng tính quay rồi nhưng mà mình không có thời gian nhiều, và khi nào ra mắt mình sẽ cố gắng mình quay nhiều hơn nữa. Và đó là lý do tại sao mà mình, ngoài ra đó chính là cái map này khá là đẹp nữa, cho nên đó là lý do tại sao là hôm nay mình quyết định quay cái quay clip này. Tại vì quá ngon rồi, cái map này quá đẹp rồi. Và thật sự là cái map này là cái map đầu tiên mà mình nghĩ tới và mình khá là thích, và thật sự là mình muốn thử ngay lập tức. Và cái thiết kế của nó so với cái bản Battlefield 3 thì theo mình thấy nó rất là cân bằng. Thì như các bạn Battlefield 3 thì nó cũng đã cân bằng lắm rồi, nhưng mà tuy nhiên so với những cái cách thiết kế, cái layout của map, nó sẽ dần dần thấy nó sẽ khác đi. Và tất nhiên là remake lại thì nó phải thay đổi một số gì đó. Tuy nhiên thì cái sự thay đổi của nó không làm cho cái map này nó trở nên mất cân bằng như một số map như Metro. Nếu các bạn nào chơi Metro các bạn sẽ hiểu rõ, nó rất là mất cân bằng. Thậm chí là như cái map như Metro thì các bạn chỉ cần bên RU, nếu như không nhầm cái hướng ở bên trên là các bạn dư sức thắng, tại vì cái thế nó quá rõ ràng, cái thế nó dễ thắng lắm. Thì trên đây nó cũng có cái tương tự như vậy, là một cái đường đi lên và cái đường đi xuống dưới. Có thể nói rằng cái đường ở trên có một cái tầm nhìn quan sát khá là tốt, và theo mình nghĩ là nó có lợi thế hơn ở phía bên dưới. Như bạn đang thấy là mình đang ở phía bên dưới, và các bạn đi thẳng lên một tí là các bạn sẽ thấy một cái phần là đi lên trên là tức là những chỗ spawn của đội khác, thì mình nghĩ là vậy. Thì các bạn sẽ thấy rõ thôi, đó là những cái cầu hay đi lên. Thì tuy nhiên nó không hẳn là nó mất cân bằng như Metro, nhưng mà nó cũng tạo một cái lợi thế hơn so với những đội dưới. Tuy nhiên theo mình xét thì nó không mất cân bằng, và tại vì hai bên được thể tấn công ác trả bất cứ lúc nào, và đây cũng là một cái khoảng không rất là ít, cũng không đến nỗi là có nghĩa là cái để team ở dưới sẽ thua. Cho nên mình nghĩ là cái tháp này là trước mắt là nó sẽ rất là cân bằng khi game ra mắt, khi map này ra mắt chứ. Thì mình vẫn mong là họ sẽ tinh chỉnh lại nhiều thứ hơn khi mà cái map này ra mắt, tại vì mình khá là thích cái map này và mình cũng không muốn DICE làm hư cái map này đâu. Và những cái bờ kè hai bên thì theo mình thấy là nó đem lại cái cảm giác hồi đó khi mà thì mình nghĩ là mình cần thêm một cái hàng rào kẽm giống hồi đó. Hồi đó game này khá là thú vị, rồi những xuất phát, cái đường xuất phát của nó rất là cụ thể và được chia ra bởi cái hàng rào của nó nhìn khá là ngầu. Và ngoài ra thì cái đây cũng là một cái thiên đường dành cho sniper tấn công lẫn cả trên và dưới, như các bạn thấy như mình chơi bây giờ. Và như mình đã nói là không hẳn là ở dưới sẽ mất lợi thế và không hẳn là ở trên nó sẽ có lợi thế nhiều hơn. Sniper tấn công hoặc là infantry tấn công ngay cả dưới và lẫn trên nó đều ngang bằng nhau. Và đây là cái nhận định của mình về cái map này. Ngoài ra thì cái thiết kế của cái map khá là đẹp rồi. Engine Frostbite 3 làm rất là tốt. Và mình rất là
kiểu như là mình rất là bị thuyết phục bởi cái map này, và mình mong là mình sẽ thấy được cái nhiều tinh chỉnh hay hơn. Tuy nhiên trong cái patch sắp tới nó còn một số tinh chỉnh khác không liên quan tới map nhưng mà liên quan tới game, làm game khá là khó chịu, ví dụ như tăng xe tăng và LAV. Nếu các bạn nào lên tìm mạng tìm hiểu, các bạn có thể thấy là tăng với LAV trong patch sắp tới sẽ bị nerf, bắn kiểu như di chuyển, các bạn di chuyển các bạn sẽ bắn trượt hoàn toàn, không có đường nào các bạn bắn trúng cả. Và cái đó chỉ phần nhỏ thôi, mình cũng ít xài tăng lắm. Trong cái map này thiết kế thì mình nghĩ là sẽ không có xe tăng. Với một thiết kế như này nó giống một cái thiết kế đơn giản hơn và nó nhắm tới infantry, tấn công infantry như thế này. Trận đấu như thế này nó sẽ rất là tốt trong những cái chế độ như là rush hoặc nhất là team deathmatch như mình đang chơi đây. Thế mình nói là cái team deathmatch có thể nói là cái chế độ huyền thoại của cái map này. Và mỗi lần các bạn mình chơi cái map này có thể là bạn sẽ nghĩ tới đầu tiên đó chính là team deathmatch. Ngoài ra một số game mode khác mà mình nghĩ là nó sẽ hợp, giống như là mình nghĩ là nó sẽ là obliteration, kiểu như là bomb này nọ, rush cũng tương tự như vậy nhưng mà nó khác hơn tí, hoặc domination. Nếu còn theo mình nghĩ conquest thì conquest lore nó sẽ vẫn được đấy, tại vì operation như các bạn thấy là operation metro khá là nhỏ nhưng mà người ta vẫn chơi conquest lore tối ngày. Thì cái này nó có thể mình nghĩ là nó vẫn sẽ conquest lore như bình thường nhưng mà nó sẽ cần một số tinh chỉnh và nó cần đặt điểm vị trí này nọ phù hợp hơn, hợp lý hơn. Ngoài ra thì mình thấy là cái trò này, cái map này team deathmatch quá là hợp rồi. Và nếu mà DICE có thêm thắc gì nữa, mình nghĩ là họ sẽ biết cái cách là xử lý như thế nào là hợp nhất và chiều lòng fan nhất. Hiện tại là mình đang chơi cái tựa game này với cái laptop Alienware của mình, và hiện tại đang ở cái laptop Alienware 2015. Và setting của mình chỉnh là very high cho tất cả mọi thứ luôn. Mình chỉnh very high hết và tắt vsync. Và như các bạn thấy nó cho một cái kết quả khá là mượt. Thậm chí đây là chỉ một cái map đang test thử và thường là các bạn CT những ngày đầu map nó sẽ gây một số lỗi và khiến cho FPS khá là tụt. Tuy nhiên sau khi mình test trong đấy các bạn sẽ không thấy đâu, và tại vì mình test trong những lúc riêng mình tắt cái FPS ở trên thì các bạn sẽ dễ nhìn, dễ cảm nhận hơn. Tại vì mình mỗi lần mình để vô thì nó nhìn nó cũng hơi kỳ. Nhưng mà sau khi mình để very high tất cả mọi thứ thì tuy nhiên tắt vsync nha, mình vẫn nhận được tới khoảng 100 đến 120 mấy FPS trở lên. Đây là một cái kết quả khá là tốt và cho thấy là cái map này hoạt động khá là trơn tru và không có một số lỗi gì xảy ra nhiều. Và nhất là về vấn đề FPS, tại vì thường là mình có sử dụng, nếu các bạn nào sử dụng laptop như các bạn sẽ biết phần mềm GeForce Experience dành cho những kẹt GTX 980. Thì hiện tại mình đang xài một con GTX 980M dành cho bản laptop. Thì cái nếu các bạn nào muốn coi qua cái laptop mà mình chơi game như các bạn đang thấy đây thì các bạn có thể coi phần cấu hình với tất cả mọi thứ liên quan của nó ở dưới phần description phía dưới, phần giới thiệu phía dưới. Và thì theo mình, và nói chung nói với cái nơi tắt hồi nãy là cái vấn đề FPS và cái hệ thống cái cách mà nó sử dụng map mình thấy là khá là mượt và ổn định rồi, và mình nghĩ là sẽ không cần tỉnh chỉnh nhiều. Tuy nhiên về cái vấn đề chính đó chính là về cách chơi của nó, thì cái North Shore Colonels mình thấy rằng nó sẽ vẫn không giống Battlefield 3 cho lắm theo cái cách gameplay của nó. Thì cái tiêu chuẩn của nó là team deathmatch, phòng chơi chứa 20, tối đa là 20 người. Như bạn thấy đây là team deathmatch và chia ra mỗi tên chỉ có 10 đứa mà thôi. Tuy nhiên map này nó không giống như một cái gì đó mà các bạn có thể chạy tùm lum như Call of Duty được. Map này thiết kế không phải chạy tùm lum và không thiếu tính đồng đội. Thực chất là như bạn thấy là Battlefield trước giờ cũng không mang tính đồng đội nhiều nhất, ngoài cái việc chia class ra thì mạnh ai nấy cũng chạy, nhất là team deathmatch như thế này. Tuy nhiên thì thực chất là nó cái map tùy theo thiết kế của map nó phải khiến cho người chơi phải gắn kết lại với nhau và làm sao để sống sót trong mọi tình huống như thế này. Và thực chất thì giữa cái khu vực nó có quá nhiều khu vực mở open space, thì mình nói cách khác là open space, và khi các bạn di chuyển giữa những cái khu vực như thế các bạn rất là dễ bị bắn khi di chuyển. Và thậm chí là cái cover rất là hạn chế tại vì những khu vực mở rất là quá là rộng và thì tất nhiên mọi thứ sẽ động theo. Các bạn thấy đây, và nhưng mà anh chàng nó rất là đứng ngoài một khu vực rất là khá là mở
và mọi người có thể thấy được bạn. Thậm chí là cover cũng rất là hạn chế, cho nên không có gì là không thể hết á. Bắn rất là dễ rồi. Gặp sniper là đi đúng thiên đường của sniper luôn. Và đó là những cái điều mà mình thấy là nó không có gì khác biệt mấy so với phần Battlefield 3. Tuy nhiên thì đây, như các bạn cũng có thấy là đây chỉ mới là bản test trên CT mà thôi. Và các bạn có thể mong chờ gì nhiều hơn như thế này rồi. Theo mình đánh giá chung thì đây là một map tạm ổn cho team deathmatch và một số map, một số chế độ đơn giản như rush, obliteration chẳng hạn. Tuy nhiên nếu mà để thiết kế một cái team deathmatch hoàn hảo hơn thì nó cần phải loại bỏ đi một số vấn đề như là cái khu vực rộng mở hoặc thêm một số cover chẳng hạn, thì nó sẽ trở nên hoàn hảo hơn với team deathmatch và một số cái chế độ khác như là conquest lore, conquest chẳng hạn. Vì vậy là đó, nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng không rõ là DICE sẽ sắp tới sẽ làm gì với cái map này, và đây cũng chỉ là một bản test đầu tiên thôi. Nhưng mà mình cũng sẽ rất là mong chờ vào những bản cập nhật sắp tới. Và còn các bạn, mình nghĩ là các bạn sẽ có, mỗi người sẽ còn cái ý kiến khác nhau đúng không? Thì các bạn hãy cho mình biết cái ý kiến của bạn về map này như thế nào, và các bạn đã thử qua cái map này hay chưa? Hiện tại nó đang có trên City, dành cho những bạn nào đang có premium của Battlefield 4, và các bạn sẽ được quyền truy cập vào City miễn phí. Và nếu bạn nào thử qua và có cái cảm nhận như thế nào, hãy cho mình biết trong phần comment bên dưới và mình sẽ rất là cảm kích. Ngoài ra thì nếu các bạn nào thích video clip của mình và thấy bắn ảo ảo hay gì đó, nếu mà bạn thích thì đó, và các bạn muốn coi nhiều hơn, động viên mình hơn, thì các bạn hãy bấm like và subscribe channel mình và để biết thêm chi tiết và coi thêm nhiều clip hơn nữa. Ngoài ra thì lịch trình sắp tới của mình có khá là nhiều game khá là hay, nhưng mà đa phần đều tập trung vào cuối tháng và đầu tháng 11. Và nếu các bạn nào muốn biết thêm chi tiết là những game nào mình sẽ quay hay gì đó, các bạn hãy theo dõi cái Facebook hoặc là tham gia vào Facebook group của mình. Mình có tới hai cái, là một cái group, một cái page. Page thì dùng để cập nhật thông tin thôi, còn cái group là để trả lời câu hỏi và nói chuyện thân mật hơn. Chịch xã giao cái kiểu ok. Và chào mừng các bạn, mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể. Bye bye và tạm biệt.